Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Chúc bạn ngày mới nhiều thành công và vui vẻ. Hôm nay mình chia sẻ lại những bài học hay thông qua những cuốn sách hay kinh điển để giúp bạn phát triển bản thân toàn diện. Trong bài viết hôm nay, mình xin chia sẻ với bạn về bài học mà mình rút ra từ cuốn sách Đừng cố làm người tốt trong mắt tất cả mọi người của tác giả Kim Yoo Eun. Trước tiên để mình hỏi bạn một câu nhé. Bạn định nghĩa thế nào là sự hoàn hảo và bạn có muốn mình trở thành một con người hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người không? Hãy dừng bài viết và suy ngẫm về câu hỏi này cho mình xin cảm nhận bằng cách bình luận phía dưới. Trong cuộc sống có lẽ chúng ta ai cũng mong muốn trở nên hoàn hảo trong mắt người khác và rồi xã hội. Ngày càng phát triển mạnh mẽ, con người chúng ta dần bị cuốn vào vòng xoáy của các mối quan hệ phức tạp. Chúng ta lao theo mọi thứ như một mũi tên, thậm chí quên mất bản thân mình muốn thứ gì, cảm nhận ra sao, sống như vậy có phải quá mệt mỏi hay không? Tại sao chúng ta cứ phải mãi nhìn người khác để đánh giá chính bản thân mình? Lý do đơn giản thôi, vì chúng ta sợ. Chúng ta sợ làm người khác buồn, sợ làm phật lòng một ai đó, sợ họ tổn thương, sợ họ đánh giá. Có vô vàn nỗi sợ đang bủa vây tâm trí của chúng ta. Con người vốn chẳng ai hoàn hảo trên đời cả. Chúng ta sống vì bản thân chứ chẳng phải vì ai khác. Trong cuốn sách Đừng cố làm người tốt trong mắt tất cả mọi người của tác giả Kim Yoo Eun như một món quà bảo vệ cứng cáp, có thể bảo vệ bạn khỏi những vấn đề khác nhau trong mối quan hệ giữa người với người mà bạn gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Nó động viên khi lòng tự tôn sụp đổ, an ủi cho mối quan hệ đã đi đến hồi kết và tiếp thêm dũng khí bước tiếp. Đừng cố là người tốt trong mắt tất cả mọi người khiến mình cảm nhận được ý nghĩa thực sự của các mối quan hệ. Lâu lắm rồi mới có một cuốn sách khiến mình được mở lòng, không còn phải ép mình vào tiêu chuẩn do người khác đặt ra, đôi lúc có chút giả tạo chỉ để làm người khác vui lòng. Những câu chuyện thực tế như đó chính được câu chuyện của bản thân mình về các mối quan hệ như tình yêu, tình bạn, gia đình. Bạn biết đấy, mối quan hệ nào cũng là con đường hai chiều, nơi có sự cho đi và nhận lại. Một mối quan hệ trở nên tốt đẹp và bền vững khi cả hai phía đều biết cách trao đi và nhận lại và cùng nhau nỗ lực, chứ không phải chỉ một bên cố gắng là được. Mở đầu cuốn sách chính là câu nói, đừng cố làm người tốt trong mắt tất cả mọi người. Câu nói này đã chạm vào lòng mình ngay từ giây phút đầu tiên. Thế giới có vô số kiểu người, có người tốt, có người xấu, và trong mắt người xấu thì bạn khó có thể trở nên tốt đẹp được. Mỗi người trên cuộc đời này đều có tính cách riêng, có lối sống riêng khác nhau, không ai giống ai cả, cũng không ai là hoàn hảo. Thế nên sẽ có những người thích bạn thì cũng sẽ có những người không thích, có người khen thì cũng sẽ có người chê. Xin đừng so sánh bản thân mình với bất kỳ ai và cũng đừng bắt bản thân mình phải làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn cũng không cần phải tức giận hay buồn bã vì người khác không thích bạn, bởi vì bạn không cần tất cả mọi người hiểu, bạn chỉ cần bạn hiểu chính mình là đủ rồi. Bạn nhất định phải thích chính mình trước đã. Bạn phải thấu hiểu, yêu thương, phải trân trọng chính bản thân mình. Điều đó sẽ giúp bạn tự tin và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Chúng ta chỉ cần sống cuộc đời mình yêu thích, làm những việc mình yêu thích và với một phiên bản mà chúng ta mong muốn thì chúng ta vui vẻ chấp nhận. Vui vẻ chấp nhận không phải là chấp nhận đối phương ghét mình, mà là mình chấp nhận người khác tùy ý làm tổn thương mình, mà là chúng ta chấp nhận việc không thích biến mình thành người khác. Vì thế chúng ta không được để người khác kiểm soát cảm xúc của mình, bởi vì chúng ta là chủ nhân của chính mình, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng quyền của họ. Tức là không thích bạn thì cũng là tự do của chính họ, tôi không thể vì họ không thích tôi, mà tôi cũng ấm ức trong lòng thù ghét họ. Nếu anh ta có thứ gì làm tôi quý mến thì tôi sẵn sàng chủ động cổ vũ anh ấy, miễn là anh ta không cản trở người khác thì anh ta đều có quyền tự do hành xử tùy ý. Bởi vì nếu những người tôi không quý mến đi chăng nữa thì họ cũng có giá trị tồn tại của họ và mặt tốt của họ, điều này tôi không phủ nhận, và cũng không phải vì họ không thích tôi mà tôi không thích lại họ. Không nên vì không thích một người mà phủ nhận tất cả mọi điểm của họ. Chuyến tàu của cuộc đời rất dài, luôn có người lên tàu, người xuống tàu. Không thể có chuyện tất cả mọi người đều đi cùng bạn đến chặng cuối cùng. Chỉ cần bạn trân trọng những người quý bạn trước mắt là đủ rồi, như vậy là được rồi. Bản thân mình thì cũng không đánh đồng với quan điểm với người khác. Bạn có thể trở thành người tốt trong mắt một ai đó, nơi đó là điều bản thân bạn muốn, và người được nhận điều đó là người thật sự yêu thương bạn. Bằng cách truyền tải thông điệp nhẹ nhàng cùng với câu từ đơn giản trong cuốn sách,
Đừng cố làm người tốt trong mắt tất cả mọi người đã khơi gợi quá khứ đã từng trải qua của rất nhiều độc giả. Bản thân bạn đã từng nói suy xét với bất kỳ ai nhờ vả cho một lần dám nói câu từ chối vì sợ họ phật lòng. Đôi lúc chính bản thân cảm thấy không mấy vui vẻ hay hài lòng với điều đó. Tuy nhiên bạn cũng chẳng có can đảm để làm trái và dần dần bạn như trở thành công cụ điều khiển khi họ cần. Khi họ cần họ sẽ tìm đến và khi họ không cần họ sẽ bỏ đi. Đây cũng chính là nghịch lý của cuộc sống mà chúng ta cần hiểu rõ. Trong lần cãi nhau gay gắt với người bạn 10 năm thân thiết, tôi nhận ra không thể hứa hẹn hai từ mãi mãi trong một mối quan hệ, trong một lần tổn thương bởi những lời cay nghiệt của người thân. Tôi nhận ra khi ai đó nói gì và làm điều gì vì tôi, không hẳn đó là vì tôi, trong cái ngày bị phản bội bởi người sếp mà tôi luôn tin tưởng đi theo trong thời gian dài, tôi đã thề với lòng mình sẽ không bao giờ mù quáng tin vào những thứ giả tạo bên ngoài. Tôi được học cách sống hòa đồng với bạn bè, trong khi không một ai dạy tôi về ý nghĩa của tình bạn thực sự. Tôi toàn nghe người ta nói hãy trở thành một người tử tế và tốt bụng mà chưa bao giờ được học cách sống chung với những kẻ sắc sược và xấu xa. Một trạng thái khủng hoảng xảy ra khi mình nhìn lại lúc khó khăn chẳng có ai bên cạnh. Cảm giác bị bỏ rơi bị chính những người mình cho là quan trọng bỏ rơi và nếu mình biết cuốn sách này sớm hơn thì mình đã hiểu. Bạn không cần gõ mình vào tiêu chuẩn cho người khác đặt ra hoặc đừng đánh mất chính mình chỉ vì muốn trở thành người tốt trong mắt tất cả mọi người. Sống như vậy áp lực lắm. Cuốn sách Đừng cố làm người tốt trong mắt tất cả mọi người giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều cần thiết trong mối quan hệ giữa người với người. Bạn không cần phải tỏ ra tử tế với tất cả mọi người, không cần bận tâm đến những lời phán xét của người khác, không cần đặt hết niềm tin vào bất kỳ ai. Hãy giữ cho nhau một khoảng cách nhất định để khi nếu có rời đi bạn sẽ đỡ bỡ ngỡ. Vì vốn người đến với nhau là vì duyên, còn duyên thì ở mà hết duyên thì đi. Khi cuộc sống ngày một phát triển, nhu cầu của con người cũng tăng cao, chúng ta dần bị cuốn vào các mối quan hệ công việc trong cuộc sống và quên mất những điều khiến cho cuộc sống của mình thoải mái. Nhiều người đau lòng tổn thương gục ngã bởi các mối quan hệ, đừng vội trao hết chân tình để phạm sai lầm cũng đừng tin tưởng đối phương đến mù quáng. Giờ đây bạn từng sống trong bức tường bảo vệ mình. Bạn đã trải qua nhiều nỗi đau vì quá hiền lành và yếu đuối, thế nên bây giờ bạn đừng phạm vào nỗi đau buồn vì ai đó thành một lần nữa. Cuộc sống này quá ngắn ngủi, chúng ta chẳng biết chuyện tương lai sẽ ra sao thì vừa nhắm mắt lại và mở mắt ra thì ngày hôm nay đã không trở lại nữa. Vì vậy hãy biết ơn ngày hôm nay như một món quà và đừng phí phạm thời gian và những việc vô bổ, những điều khiến bản thân mất vui. Quan điểm của nhà văn Vãn Tình từng nói một câu rất tâm đắc: không cần trở thành cô gái được tất cả mọi người yêu quý nhưng nhất định phải trở thành cô gái được chính mình yêu thích. Và xin được trích những lời tâm sự của tác giả Kim Yu Ưng như sau. Ngày càng có nhiều cuộc trò chuyện mà tôi phải nghe những lời không muốn nghe nhưng vẫn phải ráng chịu đựng. Giờ tôi đã quá kiệt sức với những người ích kỷ, ném những lời nói vô tình như những hòn đá cuội vào đầu tôi và tôi sẽ nói cho bạn biết khoảng cách an toàn cho một mối quan hệ. Tác giả đã thực hiện câu trả lời cho các mối quan hệ giữa người với người mà ta đang có và giải đáp hàng chục nghìn các buổi tư vấn tâm lý và những chuyện bản thân ta gặp phải. Không cần phải trở thành một người tốt bằng cách gõ mình và tiêu chuẩn cho người khác đã đặt ra, bản thân chúng ta là đã đủ tốt rồi. Hãy nhấn mạnh lại cách xác định tiêu chuẩn của chính mình và tự tin tiến về phía trước. Chúng ta đã và đang làm rất tốt nên đừng chùn bước cho những khó khăn tạm thời trước mắt. Chúng ta chỉ việc tin tưởng vào hướng đi mà mình đã chọn và bước tiếp. Cuộc đời phải có những trận cuồng phong thì ngọn sóng mới dâng trào mạnh mẽ. Sai lầm lớn nhất của chúng ta chính là tưởng rằng khách qua đường là những người đi cùng ta đến cuối đoạn đường này, giống như những cuộc gặp gỡ không hẹn mà gặp ngày chia tay. Chưa chắc chúng ta đã biết trước gặp gỡ để chia ly. Đôi khi những cuộc chia tay khiến chúng ta không ngừng nghĩ về nó hoặc không ngừng đau lòng, thế nhưng định mệnh đã sắp đặt, duyên phận ngắn ngủi thì đành chấp nhận mà thôi. Cuộc sống vẫn còn ở phía trước chúng ta, rồi sẽ gặp đúng người. Người không hiểu bạn thì hãy để họ sống trong thế giới của họ đi. Thế giới của bạn không có họ là được rồi. Và tôi cũng rất tâm đắc với một đoạn nói về triết lý cuộc sống mà năm ngoái diễn viên Mary Street đã chia sẻ. Tôi không có kiên nhẫn đối với một số việc không phải là vì tôi trở nên kiêu ngạo, chỉ là cuộc sống đã đến một thời điểm nên làm như thế. Tôi không muốn lãng phí thời gian với những việc làm tôi không vui, hoặc việc làm tổn thương tôi. Tôi không có kiên nhẫn với việc giận hờn chỉ trích quá mức.
Tôi không muốn đi lấy lòng người mà không thích tôi hay quý mến người ghét tôi hoặc là mỉm cười với người mà không muốn cười với tôi. Tôi không muốn mất thêm một phút nào vào người đang nói dối tôi, quyết định không bao giờ giả vờ lừa dối hoặc là có những lời khen rẻ tiền. Tôi cũng không thay đổi bản thân vì những tin đồn nhảm nhí tôi là sự xung đột và so sánh tị nạn. Tôi tin vào thế giới có hai cực, đó là lý do tại sao tôi tránh tiếp cận với những người có tính cách cứng nhắc và không linh hoạt. Đối với tình bạn, tôi không thích sự thiếu trung thành và phản bội. Tôi không thể hòa đồng với những người không biết khen ngợi và khuyến khích sự phóng đại khiến tôi không thoải mái. Tôi không thể chấp nhận những người không yêu quý động vật và quan trọng nhất là tôi không có kiên nhẫn để đối xử với những người không xứng đáng với sự kiên nhẫn của tôi. Cuộc sống giống như một bộ phim dài tập, mỗi một tập phim đều có thời gian nhất định. Vậy nên bạn nhất định không được lãng phí cuộc đời của mình và những thứ không xứng đáng. Chẳng ai khác ngoài bản thân chúng ta mới là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Sống trên đời mà luôn phải để ý đến ánh nhìn của người khác làm cho người khác hài lòng thì thật mệt mỏi. Hãy yêu những điều không hoàn hảo, đó mới chính là cách tốt nhất để cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm sách tóm tắt để cùng tìm hiểu cuốn sách tuyệt vời này. Là một người đọc sách, mình không bao giờ nghĩ một bản tóm tắt có thể thay thế việc đọc cả một cuốn sách, và với cá nhân cuốn sách này cũng vậy. Vì thế nếu có điều kiện hãy đọc cả cuốn sách và mua sách để ủng hộ sách tóm tắt và tác giả. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn rất nhiều điều thú vị mà sách tóm tắt muốn được dành tặng cho bạn. Bạn hãy đăng ký kênh YouTube và podcast của sách tóm tắt để cập nhật những bản tóm tắt sách hay nhất. Hẹn gặp lại bạn với những bài viết tiếp theo. Chúc bạn thành công!